12 giờ xương hầm Ninh Lâu giống quán. 12 giờ cô đặc thơm ngon nước cốt. 12 giờ hương vị danh bất hư truyền, thật là ngon. Để nhất vị ngon danh bất hư truyền. Wow, cháo Vi Phong có thịt thật và nấm thật. Tất cả buổi sáng Vi Phong thịt thật, nấm thật ngon. Cháo Vi Phong, cháo chất thật, ngày thật chất. Chọn Colos TV với sữa non Colos IGG 24 giờ độc quyền Mỹ, bổ sung kháng thể IGG cao. Colos Baby số 1 sữa non Mỹ, miễn dịch khỏe, nền tảng cho con cao lớn thông minh. Chiếc tủ lạnh để thỏa thích ngắm nhìn LG Instaview, gõ nhẹ hai lần nhìn thấu bên trong. Mạnh Tùng xin kính chào quý vị khán giả. Chỉ còn ít hôm nữa là chúng ta sẽ tới ngày 20 tháng 10. Và quý vị khán giả đã chuẩn bị được món quà đặc biệt nào cho những người thương nhân ngày Phụ nữ Việt Nam chưa? Ngày hôm nay, chương trình Gia đình Vui Vẻ sẽ gửi tới quý vị một gợi ý đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả và đầy ý nghĩa. Và hôm nay tham gia trong chương trình Gia đình Vui Vẻ, xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với các thành viên gia đình anh Huy, chị Dung cùng hai bé, bé Linh và bé Hy. Dạ, em chào nhà mình. Dạ, chào MC Mạnh Tùng, chào quý vị khán giả. Như nhà mình có thể thấy ở trên mặt bàn có rất nhiều những cái bình hoa nho nhỏ, nhẹ nhàng, xinh xinh. Nhưng mà thực ra đây chỉ là bầy hoa thành phần thôi. Còn hoa thành phẩm ấy phải như cái lãng hoa trên tay của anh Tấn Tú kìa. Đó. Chào mọi người, chào cả gia đình, chào anh Mạnh Tùng. Và thì hôm nay Tú có một món quà tặng cho mọi người làm kỷ niệm ha. Dạ, thay mặt gia đình cảm ơn anh. Đẹp quá. Cho Mạnh Tùng hỏi nhẹ một chút đấy, là từ cái thuở mà hai bạn vẫn còn hiểu nhau thì anh hay tặng bạn những món quà như thế nào? Dạ, thường thì tới dịp gì đó anh sẽ đưa tiền, kêu em thích gì em tự đi mua. Đó. Đấy là còn người ông rất tâm lý, nguồn cung thôi, còn vợ thích gì thì vợ cứ mua. Dạ. Tuyệt vời. Mình không biết là khi mà mình cắm một cái lãng hoa như vậy thì mình phối những cái hoa màu như thế nào để cho nó hài hòa, nó đẹp hơn. Đối với những người mà mới tương tác với lại những bông hoa á, thì chúng ta chọn những cái màu sắc nó theo phong cách tương đồng thôi. Ví dụ như mình chọn màu cao là màu chủ đạo thì mình sẽ có sắc độ là cam đậm hơn, cam nhạt hơn. Dạ, thường thì những dịp như là 20 tháng 10 hoặc là 8 tháng 3 đó anh, thì người ta sẽ dùng những cái hoa gì để tăng thêm ý nghĩa của những ngày đó ạ? Với những ngày lễ thì đa số mọi người sẽ chọn hoa hồng. Với những cái cô lớn tuổi hơn thì họ sẽ thích những cái giỏ, cái lẵng để mà họ trưng trên bàn lâu. Còn những cái bạn trẻ tuổi hơn thì các bạn sẽ thích được ôm một bó để mà chụp hình tự sướng. Chú ơi. Ơi. Chú chỉ cho con làm cái bó hoa dễ nhất đi. Được chứ, hôm nay chú sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm một cái bó hoa kem ốc quế. Thì đầu tiên chú sẽ giới thiệu với mọi người những nguyên liệu mà mình phải có. Đó là cây kem ốc quế bằng giấy, sau đó là giấy nến, các nguyên liệu như là bông gòn, túi ni lông, băng keo. Và cuối cùng đặc biệt là hoa. Tú sẽ làm mẫu cho mọi người một bó hoa màu tông màu hồng ha. Thì có hoa cẩm chướng nè, hoa cát tường hồng nè, hoa hồng lạc thần nè, tất cả đều hoa màu hồng cả nhưng mà nó có sắc độ khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái cành lá. Với bó hoa kem bút quế này thì chúng ta chỉ cần 5 hoa, cành hoa chính thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ dùng hoa và lá phụ ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cầm lá trước. Sau đó thì mình sẽ đặt những cái bông hoa của mình lên cái vị trí bó hoa. Khi mà mình đặt hoa vào thì mình sẽ đặt xen kẽ các bông hoa phụ của mình, lá phụ của mình vào nha. Để cho nó xen kẽ, nó che lấp những cái khoảng trống của mình đi ha.
sau khi mình đã kết được một cái bó hoa nó trong, nó tròn và nó đều đặn rồi á, thì chúng ta sẽ dán keo lại. Sau đó thì để cho cái bó hoa của mình tươi lâu hơn á, thì chúng ta sẽ có bông gòn để bọc ở dưới gốc của nó, để cho bó hoa của mình được tươi lâu hơn. Chứ không có con để như vậy á, thì nó chỉ để được khoảng tầm mấy tiếng trong một ngày thôi ha. Còn để trong bông gòn thì nó sẽ để được 2-3 ngày nữa. Rồi, mình bọc túi ni lông lại nè, để cho cái nó giữ nước nè. Rồi, đổ nước vào nha. Sau đó thì mình sẽ quấn giấy nến quanh cái bó hoa của mình trước khi mình bỏ vào cái ống quế ha. Và nó sẽ che được hết những cái thiết bị xung quanh rồi á, thì chúng ta sẽ đặt vào cái bó quế của mình ha. Rồi, cuối cùng bó hoa của mình đã hoàn thành. Thực sự ấy, Mạnh Tùng thấy cách mà mình bó hoa như vậy, đầu tiên là nó đơn giản dễ làm, thứ hai là trẻ trung hiện đại. Ví dụ như người thương của mình đi mà tặng mình một bó hoa như vậy thì chị Dung thấy sao? Dạ thấy dễ thương quá. Đúng rồi, tự nhiên thấy mình trẻ ra. Bây giờ mình sẽ thử bó hoa theo cách này đúng không con? Dạ. Bé Hy, bây giờ con muốn về đội ba hay về đội mẹ? Rồi, vậy thì chị Hai sẽ về đội ba nha. Dạ. Mình sẽ có 20 phút để bó thử xem là hoa mình làm ra đẹp hay không nhá. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Con nhớ không? Hồi nãy chuẩn bị cho A lá này đúng không? Dạ. Mình sẽ bông tan đi. Còn mấy cái hoa này, còn cái hoa này nè mà. Lá lá hả mà? Còn bông nào nữa ta? Lá này đúng không mà? Rồi con bỏ kéo xuống. Từ từ từ. Đổ nước vô. Đang cho tắt. Rồi đổ nước đúng không? Rồi đổ nước vô. Dán keo lại. Xong rồi đây. Làm cho nó gọn. Sau khi mà mình bó xong thì con thấy là làm vậy nó khó hay là dễ? Dạ dễ. Rồi, cho chú hỏi này, đội con ấy ai là người làm chính hả bé Hy? Mẹ. Mẹ làm chính đúng không? Thế con làm được phần nào trong bó hoa đấy? Cắt băng keo. Hay quá, cắt băng keo thì mới định hình được tư thế của những bông hoa đúng không? Giai đoạn này rất là quan trọng đấy. Rồi, thế sau khi mà mình thử bó một bó hoa như vậy, anh thấy là mình có thể làm đẹp hơn được không? Nếu mà có thời gian thoải mái hơn xíu thì chắc sẽ mình làm nó sẽ kỹ hơn. Chú Tú nghĩ sao về hai bó hoa này? Đầu tiên thì Tú chúc mừng hai đội đã hoàn thành xong cái bó hoa của mình thật đẹp ha. Thì đối với lần đầu tiên mà mọi người làm như vậy thì quá xuất sắc rồi ha. Và mọi người cũng đã theo cái lưu ý của Tú rằng là mình chọn theo cái màu sắc chủ đạo của mình. Một bên là một đội là màu cam nè, một đội là màu hồng nè. Thì hai đội đã có một cái có những cái bó hoa màu sắc rất là hài hòa rồi ha. Chỉ cần là chúng ta sẽ cố gắng cho những lần tới mình làm sẽ cho bó hoa mình nó chắc chắn hơn, cho nó đầy đặn hơn và cho nó gọn gàng hơn là bó hoa của mình sẽ hoàn chỉnh hơn. Vậy là hôm nay chúng ta đã có đầy đủ những thông tin cần thiết về một cách bó hoa đơn giản, nhẹ nhàng, ý nghĩa, tình cảm hiện đại, trẻ trung và dễ thương giống như vừa nãy chị Dung có chia sẻ. Hy vọng quý vị khán giả đã có thêm được một gợi ý để chúng ta chuẩn bị một món quà nhẹ nhàng tình cảm dành tặng những người thân yêu trong ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam.
cảm ơn bạn Tuấn Tú rất nhiều hôm nay với những chia sẻ đơn giản, và cảm ơn các thành viên gia đình của anh Huy đã tham gia vào chương trình. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với một cách làm cũng rất đặc biệt và quan trọng, vẫn phải là dễ làm đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ba ơi, ba nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của cún mãi nha. Vậy thì không thể để cún bị sâu răng được. Làm sao khi 4 trên 5 trẻ em Việt Nam bị sâu răng? Để mẹ hỏi chuyên gia PS nha. PS mới có tư vấn chăm sóc răng miệng miễn phí. Quét mã để gọi chuyên gia. Chào Văn Anh, mình có thể ngừa sâu răng cho cún. PS ngừa sâu răng vượt trội, lấp đầy các lỗ sâu li ti, giúp men răng chắc hơn 10 lần cho cả gia đình. Vậy là nụ cười của cún được PS bảo vệ mãi rồi. PS mới giúp men răng chắc hơn 10 lần và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.